Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món pate gan heo. Ở đây thì mình sẽ dùng là 500g thịt heo xay. Thì trong thịt heo xay này á, người ta đã có xay mỡ rồi. Còn nếu như mà các bạn ở nhà mình tự xay á, thì mình nên dùng thêm mỡ để mình xay chung với thịt, để khi mà mình làm pate gan thì nó sẽ mềm, nó ngon hơn. Còn nếu như mà mình dùng thịt không á, thì nó khô lắm. Tổng lượng thịt là lượng thịt với mỡ luôn là 500g. Cái này thì do mình mua ở ngoài chợ là chợ truyền thống á, nên khi xay người ta đã cho một ít muối vào rồi, do đó là nêm nếm gia vị thì mình sẽ bớt gia vị mặn lại, bớt lại một chút thôi, để người ta cho muối vào để bảo quản được nó được lâu hơn các bạn. Tại do ngoài chợ truyền thống thì không có bảo quản lạnh. 500g gan heo khi mua về thì mình sẽ cắt thành miếng nhỏ, miếng mỏng mỏng như nè, rồi các bạn rửa sạch nó lại nha. 150g hành tím, 30g bơ lạc. Có bơ lạc thì các bạn cho vào thì pate gan nó sẽ ngon hơn. Ngoài gan heo các bạn có thể là thay thế bằng gan gà cũng được nha. Và một bịch sữa tươi 220ml. Các bạn dùng sữa tươi có đường hoặc không đường đều được hết nha. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Mình sẽ cho nửa bịch sữa vào gan để mình ngâm gan. Nửa bịch thôi. Mình sẽ ngâm khoảng 10 phút đến 15 phút hoặc có thể là lâu hơn cũng được nha. Sau khi ngâm gan xong thì mình sẽ đi rửa lại với nước sạch, mình để cho nó ráo nước. Ngâm vậy thì nó sẽ khử cái mùi tanh của gan nữa các bạn. Mặc dù là hồi nãy mình đã rửa sạch rồi nhưng mà mình vẫn phải ngâm trong sữa tươi nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo nha. Mình cho hành tím vào, phi hành tím cho nó vàng thơm nha. Giờ hành tím nó vàng nè các bạn, mình sẽ tắt bếp nha, mình sẽ vớt nó ra. Đối với cái món pate gan này á, là mình phải nên dùng hành tím với tỏi phi nhiều các bạn thì nó mới thơm được. Còn mình dùng ít quá nó không có thơm. Mình vớt nó ra nè các bạn. Mình sẽ chừa lại một ít dầu ăn nha các bạn. Cái phần gan này mình ngâm sữa, sau đó mình rửa sạch rồi nè, rồi mình sẽ cho vào xào nha. Các bạn để lửa lớn nha, để mình xào cho gan nó săn, mình khử cái mùi hôi của gan nữa. Sau khoảng 2 phút rồi mình sẽ cho sữa tươi vào. Mình cho nửa bịch sữa tươi còn lại vào. Mình để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Sau đó mình sẽ hạ xuống lửa vừa. Pate gan thì làm cũng rất là dễ, nhưng mà chủ yếu là mình phải biết cách khử mùi tanh của gan. Thì khi mà mình ăn pate gan nó sẽ thơm, nó không có bị hôi. Cho đó là các bạn nên làm theo giống các bước của mình nha, thì pate gan nó mới thơm. Và nó sôi mình hạ xuống lửa vừa nè, mình rim từ từ nha. Có thể để lớn hơn lửa vừa một tí cũng được. Mình rim nãy giờ nó gần cạn nè các bạn, mình chừa lại một chút xíu cho nó hơi sệt sệt để mình cho thịt vào nha. Để lửa lớn cho lại. Xào thịt cho nó tơi ra. Rồi mình sẽ hạ xuống lửa vừa nha, mình sẽ nêm gia vị vào đây. Một muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường. Các bạn cho vào đây thêm khoảng 1 muỗng cà phê đường nữa nha. 1 muỗng cà phê tiêu,
Và một nguyên liệu cũng rất là quan trọng để giúp khử mùi tanh của gan là mình sẽ dùng là bột ngũ vị hương. Bột ngũ vị hương thì mình không dùng nhiều nha các bạn, chỉ 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương thôi. Rồi mình sẽ xào lên. Mình sẽ xào cho chín thịt là được rồi. Để lên vừa thôi các bạn. Sau khoảng 4 phút thì cái thịt của mình nó chín rồi nè, mình sẽ tắt bếp nha. Rồi mình sẽ cho cái bơ lạc này vào nè. Hành tím. Các bạn dùng thêm tỏi phi nha, ở nhà mình có tỏi phi sẵn. Khoảng 2 muỗng canh vung tỏi phi. Mình làm cái này các bạn đừng có tiết kiệm hành tím với tỏi nha, có hai thứ này và nó cũng thơm lắm á. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cối xay sinh tố á. Mình sẽ xay cho nó mịn ra. Hành tím với tỏi thì mình phải cho sao như thế này thì nó mới thơm, chứ các bạn cho sớm nó hết thơm á. Các bạn kinh doanh pate gan bánh mì thì mình cũng làm y chang như vậy. Hoặc là các bạn nên làm thử công thức của mình, sau đó các bạn điều chỉnh là có thể là mình thích gan nhiều thì mình tăng lượng gan lên, hoặc là thích thịt nhiều thì mình tăng lượng thịt lên. Mình sẽ xay cho nó mịn nha các bạn. Mình nó xay xong rồi nè các bạn, mình xay cho nó mịn như thế này. Thì về cái độ sọt của nó mình thấy nó đủ rồi nè, cái như nó vừa đủ dẻo. Hoặc là nếu như mà các bạn xào các bạn có thể mình thấy nó hơi bị lỏng á, thì các bạn cho thêm là bánh mì không. Còn như của mình thì nó đủ rồi, vậy đó mình không có cho thêm bánh mì không vào nha. Mình sẽ cho vào cái khuôn nha. Đối với làm cái pate gan này á, thì mình sẽ có hai cách. Một là mình nướng, hai là mình hấp cách thủy, hoặc là mình chưng luôn cũng được nữa. Bạn nào không có lò nướng thì mình hấp hoặc là mình chưng. Về thời gian á, nướng chưng hấp á, thì các bạn mình làm mình ví dụ như mình hấp thì mình hấp 1 tiếng cũng được, hấp 2 tiếng 3 tiếng cũng được. Khi mình hấp thời gian lâu như vậy á, thì gan nó sẽ mịn, nó mềm, nó ngon hơn. Có thời gian thì mình hấp nhiều, mình thấy thì các bạn hấp ít nhất là phải 1 tiếng nha các bạn, tiếng rưỡi thì nó mới ngon. Nướng hay hấp thì mình cũng phải đậy nó lại nha các bạn, đậy lại cho nó kín. Mình lấy giấy bạc mình bọc lại cho nó kín nha. Sau đó mình đổ nước vào để mình cho vào lò nướng. Trong lúc này thì các bạn bật lò nướng lên cho mình nhiệt độ là 180 độ C nha. Hai lửa, bật quạt hoặc không bật quạt cũng được. Mình đổ nước như vậy mình để cho mình nướng nó đừng có bị khô trong thời gian lâu á. Nếu như mình nướng nó lâu nó cạn thì có thể châm nước thêm nha. Mình để ngăn giữa nha các bạn. Các bạn nướng 180 độ C hoặc 190 độ C cũng được. Mình nướng nãy giờ là được 2 tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Các bạn bảo quản thì mình bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh được khoảng 1 tuần. Còn nếu như để lâu thì các bạn bỏ vào ngăn đá. Khi nào ăn thì mình có thể là mình nướng lại hoặc là mình cho vào lò vi sóng. Wow, rất là thơm luôn các bạn, cực kỳ thơm luôn á. Mình thấy nướng nó sẽ thơm hơn là mình hấp. Đây để mình cho các bạn xem cái độ mịn của nó nè. Rất là ngon nha, thơm nữa. Đây các bạn nhìn thấy nè, mình nướng cách thủy á, thì nó không có bị khét. Đây các bạn nhìn thấy nè, dưới phần đáy của nó nè, nó đâu có bị gì đâu, thấy không? Rất là thơm luôn, mềm nữa, mềm mịn. Mình sẽ thử một miếng xem có nó vừa ăn hay không nha.
Về gia vị thì mình thấy nó đậm đà đó các bạn, rất là thơm. Về nêm nếm gia vị thì các bạn có thể điều chỉnh lại nha, tại vì trong lúc mà mình xào thịt với gan thì nó đã chín rồi, rồi các bạn xay mịn đó, rồi các bạn có thể là nêm nếm lại tùy theo khẩu vị gia đình. Với món pate gan heo này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.